Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án cấm toàn bộ xe qua lại hầm đường bộ Kim Liên, Hà Nội để phục vụ cho việc sửa chữa. Dự kiến thời gian thi công là 30 ngày, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 9. Để phục vụ công tác thi công, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên một chiều của hầm Kim Liên để phục vụ công tác thi công sửa chữa 24/24 giờ trong ngày. Chiều còn lại, các phương tiện lưu thông bình thường trong hầm. Thi công cuốn chiếu từng chiều hầm, hoàn thiện thi công xong mới chuyển sang thi công chiều hầm còn lại, đồng thời tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông trên các trục đường Xã Đàn, Đào Duy Anh để lưu thông trong thời gian cấm một chiều để thi công trong hầm Kim Liên. Để công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn, tỉnh Hải Dương vừa lắp 8 camera giám sát tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Các camera này đã giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào, cũng như lưu lại hình ảnh để truy xuất nhanh nhất khi có trường hợp mắc COVID-19 vào địa bàn. Hệ thống camera giám sát này được lắp đặt từ giữa tháng 7, ngay sau khi các chốt kiểm soát của tỉnh được thành lập. Mỗi chốt được lắp đặt ít nhất 4 camera đơn lẻ, hình ảnh được lưu giữ trong 21 ngày. Việc này sẽ giúp cho lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh, cũng như ghi lại những hình ảnh của những phương tiện và người lái không chấp hành các quy định phòng chống dịch khi ra vào tỉnh Hải Dương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và hỗ trợ thông tin dịch bệnh cho người dân nhanh nhất, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý thực hiện hiệu quả hơn trong công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch nhanh nhất khi có trường hợp mắc COVID-19 ở địa phương. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, khi một xe máy đi chiều cùng chiều song song với xe ben. Khi tới đường giao nhau, xe ben bất ngờ chuyển hướng đã gây tai nạn làm hai người bị thương. Theo clip ghi lại tại trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, xe ben mang biển kiểm soát 23C03219 có tín hiệu rẽ phải nhưng rẽ khá nhanh đã khiến cho hai người điều khiển xe máy quấn vào gầm xe ben rồi bị kéo lê một đoạn đường. Vụ tai nạn đã làm cho hai người điều khiển xe máy bị thương nặng, nguy kịch phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận định về tình huống trên, nhiều tài xế cho rằng người điều khiển xe máy đã đi vào điểm mù của xe ben khiến tài xế không thể quan sát được. Trong khi đó, thì người lái xe máy cũng không quan sát thấy xe ben rẽ phải.